Thưa quý vị, tại các tỉnh phía Nam, dù thời tiết đã bắt đầu vào mùa mưa, nhưng câu chuyện bức xúc về giá điện đột ngột tăng vẫn còn. Tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, dù nhu cầu sử dụng điện không thay đổi, các thiết bị điện gia dụng không tăng thêm, nhưng hóa đơn tiền điện lại tăng cao bất thường. Người dân đã kiến nghị với Điện lực tỉnh Cà Mau, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thuyết phục. Từ 300 lên 800 ngàn đồng, thậm chí là tăng đến hơn 1 triệu đồng. Đó là những con số trên hóa đơn tiền điện các tháng gần đây của gia đình chị Trần Thị Ái tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Chị Ái cho biết khi thấy tiền điện tăng cao, gia đình chị đã cố gắng tiết kiệm tối đa. Thế nhưng càng tiết kiệm thì hóa đơn tiền điện lại càng tăng cao. Bức xúc, em bức xúc luôn á chứ, em đâu gia đình đâu có xài nhiều gì đâu mà tăng quá trời tăng gấp 3 gấp 4 lần. Em nói chung là hạn chế xài điện dữ lắm, tại vì mình tiết kiệm điện nó đỡ hao chút mà còn tăng. Thời tiết đã bước vào mùa mưa, nhu cầu sử dụng điện không còn nhiều. Tuy nhiên hóa đơn tiền điện thì vẫn cứ tăng vọt khiến người dân bức xúc. Nhiều hộ dân cho biết số tiền họ phải trả có thời điểm gấp 4 đến 5 lần so với bình thường, kể cả sau khi trừ tiền ngành điện hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Sáng mình đi rồi tối khoảng 10 11 giờ đêm mình mới về chỉ có ngủ thôi à. Mà một tháng triệu mấy? Triệu 3, triệu 4 tiền điện. Ở nhà mình xài cái lượng điện mình xài với đồ mình xài cũng mình biết, mình xài cái tháng nào là mình biết, có tháng mình không xài luôn. Mình sợ tăng tiền điện á mình cũng bớt chứ, mình bớt nhưng mà điện nó vẫn tăng chứ nó không giảm. Lúc trước là tôi đóng có 1 triệu tư mấy thôi. Mà mấy tháng này là tôi đóng tới 1 triệu 8 mấy, 1 triệu 9 mấy rồi. Thì nó tăng quá, tăng là đột biến rồi là quá xá, là đóng nhiều khi đóng không nổi luôn. Trả lời những bức xúc của người dân, ngành điện lực địa phương cho rằng nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng điện tăng trong mùa nắng nóng, cộng với thời gian bà con ở nhà theo chỉ thị giãn cách xã hội. Tuy nhiên, người dân cho rằng điều này là không thuyết phục. Từ khi đổi lại cái đồng hồ điện tử này là điện tăng lên khoảng 400-500 ngàn hơn cái đồng hồ cơ ngày xưa. Mỗi lần xài thì mình còn coi theo đồng hồ được, còn này giờ tự bấm lên, nó nhảy quá đơn lên, mình đâu có kiểm được. Việc tăng giá điện bất thường ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bà con, nhất là tại những vùng nông thôn còn nhiều khó khăn. Do đó, người dân mong rằng ngành điện cần kiểm tra và có câu trả lời rõ ràng để bà con yên tâm trong sinh hoạt và sản xuất.